cuối năm 2024, dự án hệ thống thủy lợi Khe Lại, Vực Mấu phải hoàn thành các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Thời gian còn lại đúng 5 tháng, bởi vậy ngay những ngày đầu tháng 8, đập chính của hệ thống đầu mối tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu đang được các nhà thầu tập trung thi công để sớm đạt được cao trình đỉnh đập là 49 mét. Tiến độ thi công đang đập chính này là đang đến cao trình 46. Thì đơn vị thi công cũng đang gấp rút để đẩy nhanh tiến độ. Thì đơn vị thi công cũng vừa thi công đắp đất và vừa thi công gia cố mái thượng lưu với hạ lưu để cho đạt cái tiến độ yêu cầu vào cuối cái năm dương lịch này bàn giao. Với tiến độ hiện tại của đập chính, việc đón lũ trong mùa mưa bão năm nay đã cơ bản an toàn đối với hệ thống đầu mối. Hiện tại thì đơn vị thi công đã thi công đắp đập đến cao trình 46. Và cao trình của đại cống là 32.3. Cao trình ngưỡng tràn là 40.3. Thì nếu như vậy mùa lũ có đến, khả năng an toàn của đập là cũng có thể là đạt. Và cố gắng trong 10 ngày tới thì sẽ, nếu như thời tiết thuận lợi thì sẽ đắp đến cao trình 49. Một vấn đề đáng quan tâm đối với công tác đảm bảo an toàn của hệ thống thủy lợi Khe Lại, Vực Mấu là hiện khu vực lòng hồ vẫn chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng, vẫn còn người dân ở trong khu vực nguy hiểm. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án và chính quyền địa phương đã lập các phương án khi xảy ra mưa lũ. Tổng của lòng hồ mà các cái hộ mà có nhà ở thì có 37 hộ. 37 hộ trong đó thì có 28 hộ là hộ lớn. Hiện giờ thì có 5 hộ nằm trong cái mức ngập lụt dưới mức là 40.3. Khi mưa lũ đến thì xã phối hợp với ban quản lý là chốt chặn các cái đường vào và bốc các hộ đi. Ngoài hệ thống thủy lợi Khe Lại, Vực Mấu, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang là chủ đầu tư dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua khối 4, khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Dự án 2,4 km kè này cũng phải về đích trong năm 2024 và hiện việc thi công đang gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết và hoạt động của thủy điện. Kè Nậm Mộ thì ở thượng nguồn của Lào về, hiện là các thủy điện ở đến kè Nậm Mộ là xả. Quá trình thực hiện vừa đảm bảo được an toàn thiết bị máy móc và con người, vừa đảm bảo được cái tiến độ thực hiện đề ra. Thì trong đó thì có là anh em cũng tăng ca, giống như 3 ca 4 kíp làm thường xuyên liên tục. Cứ khi nào mà mưa thuận gió hòa cái ngớt cái là anh em phải triển khai ngay. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai 16 dự án đầu tư xây dựng, trong đó hai dự án kè sông Nậm Mộ và hệ thống thủy lợi Khe Lại, Vực Mấu phải hoàn thành trong năm 2024. Trước diễn biến thời tiết như năm nay, mùa mưa lũ đến sớm và dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, thì áp lực vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo an toàn đang cần sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương sở tại.